Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đức Thánh Cha và Vua Maroc ký tuyên ngôn chung về thành Jerusalem. Canh thức chứng nhân tử đạo thời đại tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Paris. Đấu tranh chống cái ác thời Internet Tin Maroc Đức Thánh Cha và Vua Maroc ký tuyên ngôn chung về thành Jerusalem. Chiều ngày 30 tháng 3 năm 2019, sau khi viếng thăm lăng vua Mohammed đệ ngũ, Đức Thánh Cha đã về hoàng cung cách đó 4 cây số để hội kiến với vua Mohammed đệ lục, chào thăm hoàng gia và hai vị đã công bố tuyên ngôn chung về thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, Ngài đã tặng nhà vua Mề Đai có huy hiệu giáo hoàng của Ngài với hình hai nhà thờ chính tòa Rabat và Tanger cùng với hàng chữ Viếng thăm Maroc ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2019. Trên Mề Đai cũng có hình một phần cổng Babel Mansour là cổng chính của kinh thành hoàng gia Magness do vua Muli Ismail ở Maroc dựng lên vào cuối triều đại hồi tiền bán thế kỷ 18. Sau cuộc hội kiến, trước khi giã từ Hoàng Cung, Đức Thánh Cha và nhà vua đã ký và công bố một tuyên ngôn chung, kêu gọi nhìn nhận đặc tính có một không hai và thánh thiêng của thành Jerusalem, cũng được người Hồi giáo gọi là an quds nơi có đền thờ quan trọng thứ ba của các tín đồ đạo này. Tuyên ngôn kêu gọi quan tâm đến ý nghĩa thiêng liêng và ơn gọi đặc thù của Jerusalem, thành hòa bình. Đức Thánh Cha và Quốc vương Maroc khẳng định rằng, Chúng tôi xác tín là quan trọng việc bảo tồn thành thánh Jerusalem, al Acharif, như gia sản chung của nhân loại và nhất là đối với các tín hữu của ba tôn giáo độc thần, như nơi gặp gỡ và biểu tượng sự sống chung hòa bình, trong đó có vun trồng sự tôn trọng nhau và đối thoại. Với mục đích ấy, cần phải bảo tồn và thăng tiến đặc tính đa tôn giáo, chiều kích tinh thần và căn tính văn hóa đặc biệt của thành thánh Jerusalem, Anquos Acharif. Vì thế, chúng tôi cầu mong rằng tại thành thánh có sự bảo đảm hoàn toàn tự do lui tới đây của các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần và quyền của mỗi tôn giáo được thực thi việc phụng tự tại đó. Để tại thành thánh Jerusalem, Anquos Acharif, các tín hữu dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, đứng tạo dựng tất cả mọi người, hướng đến một tương lai an bình và huynh đệ trên trái đất này. Tuyên bố chung được ký tại Rabat ngày 30 tháng 3 năm 2019 bởi Đức Phan Cô, Giáo Hoàng Giáo hội Công giáo và Mohammed Đệ Lục, vua nước Maroc. Tin Pháp Quốc Canh thức chứng nhân tử đạo thời đại tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Paris. Tối ngày 29 tháng 3 năm 2019, đêm canh thức chứng nhân tử đạo thời đại mới do tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ at Alexis gọi tắt là AED, tổ chức đã diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Notre Dame của thủ đô Paris. Nữ tu Marie Claire trong ban tổ chức nói lên ý nghĩa của đêm canh thức. Các buổi căn thức cầu nguyện là để tưởng niệm các chứng nhân đức tin đã bị giết hại. Các chứng nhân tử đạo thời đại mới gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân tại Ấn Độ, Congo và Syria. Trên cung thánh là di ảnh các anh hùng tử đạo, lung linh nhiều ngọn bạch lạp tưởng niệm. Ông Mark Formanter cho biết, trong đêm căn thức, cộng đoàn lắng nghe chứng từ của nhiều giáo sĩ và tín hữu đến từ các quốc gia, hiện diễn ra đủ mọi hình thức bắt hại người công giáo trong số các nhân chứng đức tổng giám mục fridolin ambonso besungu tổng giám mục kinshasa congo tỏ ra lo ngại về tình hình chính trị bất ổn tại congo đạo công giáo chịu nhiều thử thách nhiều vị đổ máu đào làm chứng cho đức tin giáo hội triển khai ý nghĩa tin mừng thiết lập hòa bình và công lý trong một đất nước không có hòa bình và công lý dân chúng còn sống trong nghèo đói vì nạn tham nhũng hoàn hàn Đức Tổng Giám mục Ben Shingu cũng vững tin Đức Kitô sẽ chiến thắng đêm dài tối tăm đang ngự trị trên đất nước Congo. Ba chứng nhân khác là Đức cha Theodore Mascarenas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, giáo hội Ấn Độ phải trực diện với chủ nghĩa quốc gia cực đoan của người Hindu. Còn nữ tu Mona Andem cho biết, vừa thoát khỏi địa ngục kinh hoàng ở vùng Tây Nam Syria sau cơn bạo loạn máu lửa. Đức Thánh Cha Phan Cô từng nói lên sự hiệp thông giữa hội thánh công giáo với các tín hữu đông phương. Trong lịch sử, họ là những môn đệ đầu tiên của Đức Kitô. Mặc dù các hội thánh đông phương đã rao giảng tin mừng từ lâu đời, các cộng đoàn công giáo phương Đông vẫn phải chịu nhiều kỳ thị, bắt hại, nhất là tại Ai Cập và Iraq. Ngoài Paris, đêm canh thức năm nay diễn ra một lượt tại Strasbourg, Nice, La Croixelle, tưởng nhớ các anh hùng tử đạo thời đại mới tại Ấn Độ, Congo và Syria. Tin Vatican đấu tranh chống cái ác thời Internet. Con người mọi thời trải nghiệm cái ác quanh mình và nơi chính mình. Trong 20 năm qua, lần đầu tiên toàn thể nhân loại sống một kinh nghiệm chưa từng đối diện trước đây. Đó là sự lan tràn cái ác thông qua các phương tiện truyền thông, truyền hình và ngày nay là Internet. Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa án ân giải tối cao, đã nhận định như trên trong buổi khai mạc khóa học lần thứ 33 tại trụ sở tòa ân giải tối cao, diễn ra từ ngày 25 đến thứ 6 ngày 29 tháng 3 ngày thứ sáu kết thúc có buổi cử hành phục vụ sám hối do Đức Giáo Hoàng Phan Cô chủ sự. Đức Hồng Y chỉ ra rằng lần đầu tiên nhân loại phải đối diện với kinh nghiệm về cái xấu toàn cầu, điều mà con người chưa được chuẩn bị, không còn nghi ngờ gì nữa. Đằng sau những cơ chế truyền thông và lan tràn cái xấu này, có những chiến lược làm giảm ý chí của con người trong việc đấu tranh chống sự ác. Đồng thời, có những nỗ lực làm cho con người tin rằng về cơ bản, sự ác là bất khả chiến bại nó là một điều gì đó gắn liền với cuộc sống của con người đối diện với kinh nghiệm này đức hồng y nhấn mạnh là mục tử của giáo hội chúng ta phải luôn tự đặt ra câu hỏi nền tảng con người được tạo dựng để chịu đựng tất cả sự xấu này so sánh về thời gian mà cái xấu xâm nhập vào con người qua internet người ta có thể nói điều xấu người ta có thể nhận qua nửa giờ lướt internet bằng một thế kỷ trước đây không có internet đối diện với bối cảnh trong đó cái ác dường như lan tràn có hai thái độ cơ bản một mặt có những người chống lại cái ác làm việc ở mọi cấp độ để làm giảm nó cắt ly nó chữa làn vết thương nó gây ra mặt khác có những người có xu hướng thích nghi với cái ác do đó làm tăng sức lan tỏa và sức mạnh của nó cả hai thái độ khi họ loại trừ hoặc không nhận ra rằng chiến thắng duy nhất trước cái ác là của Chúa Kitô bị đóng đinh thì họ có nguy cơ rơi vào một sự thờ ngẫu tượng. Đức Hồng Y chỉ ra rằng, tôi không xem các phương tiện này là kẻ thù. Đôi khi chúng cũng có thể là một nguồn kiến thức và thậm chí để loan truyền tin mừng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức tác hại của các công cụ này khi nó được sử dụng cho mục đích xấu loan truyền cái ác và trấn áp điều tốt một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phòng phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin lần sau